các bạn đấy đấy. Rồi, mấy hai bạn rồi, còn hai bạn đấy. Còn những bạn trẻ thì tí nữa chúng ta sẽ làm chứng trong lễ giới trẻ nha. Rồi. Dạ thưa cha, con kính chào cha và con. Dạ thưa cha, con được Chúa ban cho con là được rất nhiều ơn. Thứ nhất là mới đây là con mất ngủ 10 tháng nay, coi như con các bệnh viện mà con không khỏi. Đến bây giờ như vậy là con xuống đây cha đặt tay cho con lần này, nó là lần thứ 8 là con tự nhiên là con ngủ ngon lành. Ngủ mất 10 tháng không ngủ được, ơn thứ hai. Dạ, ơn thứ hai nữa là con bị bệnh tim như vậy là hẹp hở van tim 2 lá, 3 lá, chấn 4/5. Mà con uống thuốc bao nhiêu bệnh viện cũng không khỏi. Đến giờ này con tin tưởng phó thác vào Chúa, đêm ngày con cầu khấn và con khóc lóc, con kêu xin Chúa. Thì Chúa đã rộng lòng thương con và Chúa đã bớt sự bệnh nạn cho con. Mà giờ này là một năm nay là con không uống thuốc tim nữa ạ. Thưa cha, tôi ơn thứ ba nữa là con... bố con là con về quê thì là một bà sơ tổng ở rồi coi như là ở địa phận ở địa phận Bùi Chu, nhưng mà gì sơ sơ bề trên tổng bề trên ở giáo phận Bùi Chu nữa mà sơ bị ung thư phổi, coi như là bệnh viện giả về rồi thì sơ khóc lóc, sơ bảo là thôi bà cho tôi đi vào với. Thế con bảo thì thôi sơ đi với con, rồi con đưa sơ đi để sự vào được ra ban đặt tay và đọc với cộng đoàn đọc kinh cầu nguyện cho sơ. Thì giờ này là sơ đã khỏi, nhưng mà sơ là sơ bế trên nhưng sơ chưa được đi vào được, cho nên là con làm chứng cho cha cho sơ Chúa để như vậy. Sơ dòng gì? Giờ dòng đến đánh giá được biết hiện bây giờ là sơ đang ở đền thánh Trung Lao ạ. Dạ, mà địa phận Bùi Chu ạ. Vâng, thưa anh chị em, đó là một vật sư bề trên tổng phụ trách ở Miên Thế Giá, Trung Lao, Bùi Chu đã bị bệnh và bệnh viện trả về. Bà sư ấy nhờ bà này dắt vào trong dấu điểm tin mừng và đã đặt tay cầu nguyện. Sư đã khỏi mà vì đang làm bề trên cho nên không thể vào đây làm chứng được. Nhờ bà này vào đây để mà làm chứng, để tôi gửi tặng cho sư ấy cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái CD 12 ca khúc ngợi khen lòng thương xót Chúa, và gửi tặng cho sớ luôn cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa và nói sớ là trong nhà dòng chắc là chưa có ảnh Faustina, cho nên hôm nay lễ thánh Faustina. Đây tôi nhờ chị đưa về cho sơ phụ tổng phụ trách và treo ở trong nhà dòng thánh Faustina để làm gương sáng cho các nữ tu khác, nói gương tín thác của thánh Faustina.